Chiều ngày 21 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa tổ chức chương trình Tết Trung vầy năm 2022. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thần trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đoàn Mạnh Toàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động với những việc làm cụ thể thiết thực, như tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào dịp Tết Tân Sửu, thăm hỏi đồng viên đoàn viên, công nhân viên chức công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây nhà mái ống công đoàn, 100% công đoàn cơ sở tổ chức trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho cán bộ đoàn viên, người lao động. Tại chương trình Tết sung Vầy năm nay, với các nguồn huy động được trên 120 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyền đã trao 117 xuất quà trị giá mỗi xuất 500.000 đồng cho các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn, trị giá 15 triệu đồng mỗi suất. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn huyền tuyên hóa mỗi khi tết đến xuân về. Qua đó nhằm đồng viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, mang cải tết đầm ẩm hơn tới đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo động lực, khích lệ đoàn viên, người lao động, tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống. Dịp này đã có 96 đoàn viên công đoàn được trao giấy chứng nhận chương trình thi đua 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển.